quý vị và các bạn, sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quan tâm dành tình cảm đặc biệt, dành thời gian quý báu của mình 10 lần về thăm Hưng Yên. Hưng Yên cũng luôn tự hào là quê hương gốc của thân mẫu Bác Hồ. Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã bày tỏ tình cảm với Bác và quê hương mình bằng việc tích cực tham gia cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức. Là một người có tính yêu rất lớn đối với các giá trị lịch sử truyền thống, ngay sau khi nhận được thông báo về cuộc thi, chị Đào Thị Liên hiện đang công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã quyết định sẽ thực hiện một bài thi thật ấn tượng với mong muốn góp phần truyền tải tới cộng đồng về bề dày lịch sử của quê hương Hưng Yên. Toàn bộ những hình ảnh tư liệu về Bác Hồ và lịch sử của tỉnh đã được sưu tầm trong suốt khoảng thời gian dài đã được chị đưa vào bài dự thi. Ngoài ra, chị còn tự tay thiết kế mô hình minh họa, lấy ý tưởng từ hình ảnh văn miếu Xích Đằng, biểu tượng của tinh thần hiếu học, truyền thống khoa bảng của quê hương Hưng Yên, kết hợp với hoa sen, vừa là sản vật của tỉnh cũng là biểu tượng của làng sen quê Bác. Khi mà làm cái bài thi này thì cũng khá nhiều thời gian nhưng mà mình cảm thấy không thích mệt. Bởi vì khi mà mình làm cái gì mình thích ấy, mình đam mê lắm. Thế nên là khi mà tất cả những cái hình ảnh và những cái minh mang tính mô hình minh họa ấy, mình đều tự làm hết để cho người xem, người đọc có thể nhìn thấy một cách tổng quan nhất và cũng như là mang đến cái sự mới mẻ, độc đáo. Cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các giáo viên và học sinh. Qua việc tham gia thực hiện bài dự thi, nhiều em học sinh đã rèn được kỹ năng sưu tầm, tìm kiếm và khai thác tư liệu, làm việc đội nhóm để tạo ra một sản phẩm tập thể có giá trị, đồng thời tích lũy được nhiều kiến thức lịch sử, vun bồi tình yêu đối với quê hương đất nước và Bác Hồ kính yêu. Tư tưởng đạo đức của Bác đã thấm nhuần và cái tình yêu quê hương đất nước của các em nó được thể hiện trên bài viết. Bọn cháu đã tổ chức những cái kiểu là hoạt động nhóm để có thể là tuyên truyền để các bạn biết nhiều hơn và hiểu hơn về Bác. Bọn cháu còn tổ chức một cái fanpage ở trên Facebook để có thể cho các bạn ở trong trường vào nhóm này để có thể chia sẻ những kiến thức, những cái hiểu biết về Bác cũng như về quê hương. Cái tâm tư, cái tình cảm của học sinh thông qua những nét chữ rất là lắn lót tỉ mỉ là thể hiện được cái niềm kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tạm dừng lại cái việc đánh giá về chất lượng bài thi thì chính cái việc tham gia đông đảo như thế này cũng chính là một cái bài học, một cái tiết học rất là bổ ích đối với các cháu học sinh, thế rồi là các bạn đoàn viên thanh niên trong các nhà trường. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 35.627 bài dự thi của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Các địa phương đơn vị có số lượng bài dự thi cao như Đảng bộ huyện Ân Thi 12.406 bài, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 7.155 bài, Đảng bộ quân sự tỉnh 6.111 bài, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào 2.673 bài. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, có sự nghiên cứu sáng tạo trình bày đẹp, có hình ảnh tư liệu, mô hình minh họa, bổ sung được nhiều tư liệu về lịch sử Bác về thăm Hưng Yên. Kết quả này cho thấy tình cảm của nhân dân Hưng Yên với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.